tượng ông quản gia bằng đồng vàng màu nhũ là bức tượng thờ độc đáo tinh xảo, giàu ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Các bạn có thể thấy trang phục của vị quản gia rất sang trọng, cao quý. Trên đầu ông là chiếc mũ lục hợp, áo khoác có họa tiết chữ thọ tròn. Đại tự được ghép lại bởi hai bên tà áo. Xung quanh là đường viền cánh hoa. Ngoài ra, ông còn đeo ngọc bội ở bên hông. Quản gia cười sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Tay trái của ông nắm giữ sổ sách, tay phải đưa về phía trước và nâng thỏi tiền. Quản gia đứng nghiêm trang, có một túi tiền dựa vào chân của ông. Bề mặt chiếc túi có một ô vuông, nó bao bọc quanh hợp thể tự chiêu tài tấn bảo. Ánh vàng tươi sáng là đặc điểm nổi bật của mẫu tượng ông quản gia này. Nó mang đến vẻ đẹp ấm cúng, sang trọng. Việc bày tượng quản gia rất được xem trọng trong phong thủy nhà ở. Nó gắn liền với mong muốn được hỗ trợ, giúp cho mọi thứ đều suôn sẻ, tươm tất. Đồ đồng dùng quản.